Xin chào tất cả mọi người. Chào bây giờ là 10 giờ. Chúng tôi đang đi quay cảnh ăn sáng. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Bây giờ thì chúng tôi phải quay đây. Nghe. Yeah. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi và cảm thấy rất là đói. Nhưng mà cảnh này thì Hạ Linh chỉ được uống nước, cái khô mì này thôi chứ không được ăn cái. Cảm thấy rất là đau lòng. Chỉ được ngắm em nó, mặc dù nó mới không có bị. Hay là bây giờ ăn đi xong. Nó giác từ như đây. Bây giờ ăn đi xong thì nữa mình nấu một tô mới. Không, giúp tay kia thôi. Không, mình lại ăn. Xong rồi ra giờ quay thì mình lại nấu một tô mới. Trong lúc diễn mình đó, chẳng cái ăn. Không rồi, mình lại không có tâm. Rồi, rồi.